Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì mình đang có hai cái sự kiện cũng khá là hot nha. Mình đã kiếm được tầm khoảng 1.400 rồi. Bây giờ thì Ante sẽ cố gắng đưa cái bé này đi về nha mọi người. Wow, bé này thì sẽ cho anh em mình những cái điểm để chơi cái sự kiện brunch ha. Đó, ngon lành luôn. Tiếp theo thì 400. Wow, rương này hên thì sẽ ra được legend nha. Còn nếu như mà không hên thì anh em mình cũng được mấy trăm ngàn thức ăn ha. Wow, tiếp theo luôn. Rồi, được 5 điểm nữa. Chỗ này thì 500 điểm với... Wow, 500 điểm thì anh em mình sẽ được ra cái rương này hên được tới 150 viên game lần các bạn. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với cái khu vực này cày nhẹ xíu nha. Đây. Không biết các bạn chơi Advent này đạt kỷ lục bao nhiêu. Còn kỷ lục của HNT thì là 50 nha các bạn, 50.628 điểm. Đây là cái kỷ lục cao nhất của HNT trong cái mùa lần này nha. Rồi, cố lên coi nào. Anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì hãy bấm vào cái nút đăng ký để ủng hộ cho HNT nha. Ui cha. Rồi, nhất là những cái sự kiện thì HNT có để cái lịch trên cái trang web của mình luôn là trang hntchannel.com. Các bạn nhớ ghé vào xem nha. Có gì thắc mắc có thể để lại bình luận để hỏi HNT ha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ cố gắng thôi nè. Wow, khá là hồi hộp nha. Cái pha lách vừa rồi hơi cay đấy. Sơ sẩy chút xíu là lên dĩa liền. Rồi, 99 các bạn ơi, đạt được kỳ vọng rồi. Tiếp theo thì đây sẽ là cái phần hơn hay gọi là cái phần dư ra. Đó, thì anh em mình sẽ cố gắng. Wow, 107. Wow, 111 rồi các bạn. 15. Ôi, cái này là phải bay lên rồi xong mới lách qua. Còn hắn ta lách qua rồi bay không kịp các bạn ơi. Rồi, ở đây thì mình sẽ kiếm được thêm tầm khoảng 115. Và ở đây mình sẽ có hai phần thưởng nha. Ui, xem quảng cáo được nhưng hai phần thưởng luôn nè. Wow, nhận thưởng thôi các bạn ơi, x2 nha, sau khi hắn ta xem quảng cáo xong. Rồi, ở đây thì được bao nhiêu đây? Wow, 999 các bạn ơi, gần 1 triệu thức ăn luôn nha. Ở đây thì được 500, được 500 điểm nha. Wow, 500 điểm này thì anh em mình sẽ nhảy qua bên đây để chơi sự kiện luôn. Wow, hên được tới 150 lần, cái này nó chỉ có 2 thôi các bạn. Tỷ lệ là 50-50 nha. 1 là 2, 2 là 150. Ôi nhưng mà tỷ lệ này thì đa phần nó sẽ rơi vào cái con số 2 các bạn. Được 2 viên game nữa. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đến với một cái chỗ cũng khá là thú vị. À, cái nơi chiến đấu với những người đã kết bạn với HNT qua Facebook nha. Rồi, cùng nhau chạm trán nha. Ở đây thì anh em mình sẽ gặp được những cao thủ. Wow. Bây giờ thì anh em mình sẽ kiếm những cái bạn gọi là level vừa vừa thôi ha. À, có bạn Như Nguyễn nè. Đây, bạn này level là 71 ha. Bây giờ thì anh em mình sẽ mang cái đội hình ra ghẹo các bạn này cho vui. Wow, đây, Kamas luôn. Cho một bé nữa đi. Đây, hàng đặc biệt luôn. Vô kèo anh em ơi. Chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ sức mạnh của hệ Hero. Ủa, sao bạn này để có một con thế nha. Wow, chưa gì hết là anh ta bị bế cả khúc máu luôn rồi đó các bạn. Quá ghê gớm à. À, tiếp theo thì anh em mình là nhờ con nào nó ra nó cưa bớt máu con này. Cái con này nó nhiều máu quá. Bé này cũng được là 4 sao rồi. Wow, mạnh dữ. Ôi, cái gì ghê vậy? Lượng máu đầy nhóc trở lại rồi kìa. 118%. Rồi, khoai thế nha. Rồi, bé yêu của mình ra xử luôn đây. 18.000.
What? Không chịu nổi các bạn ơi. Bé Hikamas mình không được kích hoạt chiêu đặc biệt cho nên là bị lụm trong vòng một nốt nhạc hả? Ôi quá ghê ha. Rồi tiếp theo thì anh em mình sẽ gặp gặp ai nữa đây? Wow, kiếm mấy cái bạn nào mà để tầm 3-4 con rồng ấy ra đánh nó mới vui, còn mấy bạn để có một con quýnh có chút xíu à. Rồi Macaron Gold lần tiếp theo này phù thủy áo đen đi ha. Đây rồi. Wow, pha này thì anh em mình sẽ cho phù thủy áo đen ra lụm nhẹ cái bàn tay ma thuật, phóng một cái luồng điện cao thế vô tay bạn ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho hệ Kamas ra gẹo đây các bạn. 19.000. Ôi con này 50 mấy. Để mình xem coi anh em mình không có nào được đam hết. Thôi nhờ phù thủy tiếp đi. Đó 25. Anh em mình kéo thêm cái nữa. Ui tem bạn nó đam với mình luôn mới ghê. Rồi lần này thì anh em mình sẽ cho hệ Kamas ra quỷ diệt tem bạn. Wow, xóa sổ được một thành viên. Thành viên bên trong thì bị cũng kéo cả khúc máu rồi. Bây giờ lượng máu của mình bị tuột dữ quá, làm sao giờ bơm một ít lên đi ha. Ôi, khó khăn thế nha. Wow, nó không bật được khả năng miễn nhiễm các bạn ơi. Nó lãnh 3 chiêu liên tục luôn. Mà nó không chịu bật cái hiệu ứng đặc biệt lên thì anh em mình làm sao bây giờ. Rồi, phải đành để cho người ta bế chú ấy đi thôi. Wow, tiếp theo thì lần này anh em mình sẽ gặp đội hình như thế nào đây? À, đây có một các bạn level tầm khoảng 32. Vô kèo luôn. Rồi. Một bé nữa sẽ là khủng long bạo chúa. Macaron Gold sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ gọi là gánh tem nha. Rồi bây giờ anh em mình sẽ cho wow sát thương nhân 2. Rồi chú tới công chuyện với anh luôn. Liên quan đấm được thi triển 35 cành. Wow kích hoạt chiêu đặc biệt. Coi như là chú không có hên rồi hen. Anh em mình xài luôn cái chiêu đặc biệt này với hai bé nha. Wow 19.000. Rồi tầm này thì anh em mình xài chiêu bình thường là đủ bế rồi. Wow, ngon lành các bạn ơi. Victory. Ok, hết sảy ha. Rồi, ở đây thì anh em mình còn gõ được tầm khoảng 3 hiệp nữa nha. Và mình sẽ kiếm mấy các bạn level bình thôi. Không chơi với mấy các bạn level cao được. Vì cái bé hệ Kamas của mình á thì hiện tại nó đang khá là yếu hen, mới có level 40 thôi à. Còn răng á thì hiện tại đang nằm ở cái mức gọi là răng đồng. Không phải, cái này là bạc các bạn. Răng bạc. Bạc này mới có bạc bậc 1 thôi, chưa lên bạc bậc 2 nữa. Sát thương nhân 2. Sát thương nhân 2 thì mình sợ là một hit mình vả nó đi du lịch luôn ấy. Đó, cho nên là mình sẽ cho cái bé này ra. Rồi, lụm nhẹ nè. Wow 25. Một hit chắc đủ ấy. Ôi, không đủ. Vậy là 2 hit mới hạ được con này. Lượng máu của mình lên được tới 57 rồi các bạn. Wow. Rồi, hơi cay nha. Đây, victory luôn. Lần này thì không kích hoạt chiêu đặc biệt được luôn ấy. Wow, tiếp theo. Anh em mình sẽ đến với cái bạn nào đây nhỉ? Wow, bạn này 45. Vô kèo luôn. Đây. Lần này sẽ đến với rồng bốn đầu đi ha. Let's go.
Rồi 30. Pha này để coi cái lượng đam của anh em mình. Lượng đam của anh em mình không có rồi. Thì cho bé bún đầu thử trước một cái. Sau đó thì anh em mình sẽ đến với hệ Kalmas Heroes. Con này bay bay là thấy cũng hầm hố lắm đấy. Rồi, ngon lành nha. Kích hoạt được chiêu đặc biệt rồi. Ôi, ấy da, xài chiêu đặc biệt nhưng mà nó quýnh hai con các bạn ơi. Nó chia đam ra cho nên nó là lượng đam không đủ để hạ một bé. Wow, 20.000. Tên bạn nó vả mình thêm cái nữa. Ôi, kích hoạt đặc biệt luôn. 40.000 các bạn ơi. Ngon lành ha. Chỉ cần kích hoạt được khả năng đặc biệt là anh em mình à. Ôi, lên được tầm mới rồi nè. Được thêm 4 orbit nữa các bạn. Đây, cách mà hắn tê cày ha. Tăng thêm được 25% lượng sức mạnh nữa rồi. Bây giờ để mình kiếm coi mình gặp ai nữa đây. Bạn Thảo ha. Bây giờ gẹo bạn Thảo này thử. Wow, 25 luôn. Rồi, let's go. Đây, ca này thì anh em mình sẽ cho dòng Heroic ra. Wow, hơi khoai nha. 29 đúng không? Ok, bé yêu hệ Karma tiếp tục ra quậy coi nào. Rồi, vô kèo luôn. Ui, nó xài chiêu quýnh 3 con cùng một lúc. Ây, kích hoạt chiêu đặc biệt rồi. Ôi. Ôi, tên bạn này là 10, có 16.000 máu hà. Con này mới là Heroic nè các bạn. 12.000. Mình vẫn chưa kích hoạt chiêu đặc biệt luôn. Ôi, vẫn chưa kích được các bạn ơi. Rồi, vẫn victory ha. Ngon lành liền. Khu này thì mình gõ được tầm khoảng 6 trận thôi hà. Và khi mà chiến đấu mà anh em mình win á, thì các bạn sẽ tính được thêm một điểm nha. Mình tích góp thì bây giờ là anh em mình lên được một cái bậc mới luôn ấy. Lên rồi là răng răng bạc 2 ha. Wow, chỗ này thì được hai cái ống nghiệm với hai orbit ha. Ba chứ, ba orbit của dòng Jock. Ba orbit Joker. Rồi, team mình thì cố gắng nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là sự kiện. Đâu rồi, anh em mình quậy tới cái gì rồi nha. Wow. Ở đây thì còn thiếu một chút xíu ha. Này còn thiếu một chút xíu nữa mình sẽ nhận thưởng được. Cái này còn thiếu 8 cái này nữa. Thì anh em mình sẽ nhận thêm được cái này. Còn cái này là tới 25 mà anh em mình mới 12 thôi. Hai cái trên đây là mình dư luôn rồi nè các bạn. Nhưng mà hai cái dưới thì là không đủ. Mình đang me 50 orbit của Heroic này nè. Mà cái này nó khoai thiệt ấy. Rồi, sắp hết sự kiện thì chắc theo hết tôi nghĩ nó sẽ bán cái điểm đó đó các bạn. Wow. Rồi, cái ca này. Ôi, cái này giống như cái skip pin người ta dưới 12 tiếng thì anh em mình sẽ bỏ qua được cái thời gian á. Còn cái này. Rồi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ để lại cho Hánh Tây một subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.